Oh, hello chào chị gái. Cố lên chị ơi. Rồi, cá nó nhảy. Được chưa? Lại cá lại biến nhảy hết rồi. Ở đây có cá to không anh ơi? Ôi rồi, chắc có đấy. Đây đây đây, chắc có đấy. Chị di chuyển sang bên này đi. Bên này cơ mà. Không có cá ở đây đâu. Đây 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 đây. Chị ơi, chị ơi, cá đây đây. Đây bên này, bên này. Đây có mấy con cá chuối này. Không, cá chuối không ăn đâu. Cá chim. Cá chim ạ. Con chị chối được. Nhưng mà con bảo không. Đâu nhiều đấy. Nhiều mà. Đấy, nhiều rồi. Đấy. Cái không có cái cân nào để cân được cái này. Sự nỗ lực và cố gắng của mình. Và mẹ 4 à 5 con. Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với video trên kênh du lịch vẻ đẹp Tây Bắc của mình các bạn nhá. Tiếp tục có mặt tại lễ hội ở Thanh Vinpearl của huyện Phong Thổ. Hiện tại mình sẽ mời tất cả quý vị và các bạn đi tham dự một phần gọi cuộc thi ở tại lễ hội Thanh Vinpearl này các bạn nhá. Đó là phần thi bắt cá. Mời tất cả quý vị và các bạn đi theo chân của mình nhá. Trời hơi khá nắng nên là mình sẽ chuẩn bị một chiếc mũ để đi vào trong kia. Đây phần đầu ngõ đi vào các bạn nhá. Rất nhiều du khách và diễn viên đã đến từ rất sớm các bạn ạ. Phần đạt thi bắt cá thuộc cả chuỗi các hoạt động, các cuộc thi ở trong lễ hội Then Kinh Bang các bạn nhá. Khu vực này ngày mai sẽ được diễn ra cả nghi thức ở phần té nước các bạn ạ. Đối với Then Kinh Bang huyện Phong Thổ, phần té nước là nghi thức đặc sắc nhất. Các bạn nhớ đăng ký kênh, theo dõi những video của mình trên kênh du lịch vẻ đẹp Tây Bắc các bạn nha. Thế mình sẽ đến lại gần quay cho các bạn biết về phần cuộc thi này các bạn nhé. Rất đông vui các bạn nhé. Quăng hèo đấy hải nó, cái này lái nào, cái này là mỗi đội thi này có bao nhiêu người hả chú? À, một đội 6 người, 6 người mà. À, cũng đông phết. Mỗi một đội 6 người, có 6 đội 36 người. Cái này mình sẽ bắt trong khoảng bao lâu hả chú? Chắc này báo 45 phút mà. 45 phút. Ừ, chương trình người ta cho. Chỗ này mình thả bao nhiêu cá vào đây hả chú? Cũng chả rõ được. À. Như cá to lắm. Cá to. Ừ. Mình cho cảm ơn nhé.
với tất cả các bạn sang bên này nhé. Đây là mấy chị gái rất chi là đẹp đấy, xinh gái các bạn nhé, đang bắt cá ở trong lòng suối các bạn ạ. Hello chào chị gái. Cố lên chị ơi. Rồi, cá nó nhảy. Được chưa? Lại cá lại biến nhảy hết rồi. Ở đây có cá to không anh ơi? Ủa rồi, chắc có đấy. Đây đây đây, chắc có đấy. Chị di chuyển sang bên này đi. Em đang ngồi trong mặt chị nha. Còn đá to, còn đá nặng. Được chưa? Đây người đẹp ơi, cá bên này cơ mà. Không có cá ở đây đâu. Đây này, đây này. Chị ơi, cá đây. Đây bên này, bên này. Đây có mấy con cá chuối này. Không, cá chuối không ngon đâu. Cá chim. Cá chim ạ. Rất nhiều à. Chúng tôi mời các bạn nhé. Xem chị xinh gái này có bắt được cá, có cá nào không? Đừng có bắt nhầm hòn đá nhá. Ở đây có rồi. Được con nào chưa? Không có đâu. Không có. Đây cá đây này chị ơi. Đây này cá đây này. Cá đây này. Bắt luôn, bắt luôn. Nắng rồi đấy. Máy cái đấy nước sắp cạn rồi. Ôi trời. Quá nhiệt, quá nhiệt. Trời nắng nhỉ? Trời nắng. Nắng. Áo pin ra một lúc. Anh còn thấy ba đừng. Anh nhiệt anh đổi pin. Mình lặn di chuyển sang bên này các bạn nhé. Chào chào cô, bắt được con nào chưa cô? Thế à? Cô phá đây em ơi, bắt khẩu mà đây khắp lán mấy mét ra đó. Đội ra đây, chào đội ra đây em. Các cô là đội à đội nằm xe. Cố gắng bắt được nhiều cá để giành giải nhất nhá cô nhá. Ở hè mất quang rồi đấy em nó. Hè mất quang rồi cứ để lại đây, có mà lá này đi nè. Rất đặc sắc các bạn nhá. Di chuyển khu vực này rất nguy hiểm các bạn. Chẳng biết tôi nào bắt được một con cá rồi các bạn nhé. Sao nào bảo dây. Bắt tay khác con này. Rất vui các bạn nhé. Cháu định tiêu đó mà hoàn toàn. Cảm ơn bên nào chưa? Được. Sáng mình chỉ điều rồi. Hai quán là điều rồi. Cái này nó mát, nó hay lúc mới tuổi. Giờ cá chưa khe rồi. Khe đá rồi. Bây giờ phải có người đi đùa ở trong khe đá ra cơ. Đúng không? Đi đi cá ngay. Ê lo nha. Đi xin cái thằng cháu kia cho 2.000. Lo nha. Rất đông vui các bạn nhé. Em mấy chị em xinh đẹp này không đi vào đồ cá đi. Ok, mắn thả mắn xin con một cái.
Đội đập xe được một con rồi. Một con thôi. Có cái đội nào bắt được nhiều cá không? Không. Chưa có đội nào. Có cái đội nào bắt được hai con mới là đội nào. Chắc đội đập xe về nhất rồi. Chào chào tướng Nam cần quá ấy. Chào tướng Nam cần kháng Nam Hải xem. Chào kháng Nam xem tướng cần nào. Kháng Nam Hải về đây mình chắc. Ờ ok. Cái bắt rồi. Ờ. Không phải chú ý nha cái đứa trẻ kia là bắt được một con này, trẻ bắt không tính. Trẻ con bắt không tính. Trẻ con bắt không tính. Nhưng mà cái này đội 6 thành viên đúng không? Đúng rồi, phải người lớn bắt được thì mới gọi là tính, trẻ con nó bắt được không tính. Mình phải đấy. Xem anh có được không? Vẫn chưa được các bạn ạ. Cái con này nó cho ai kia? Sao? Hơi tao không bị gì nè. Con ra ngoài không nghe. Đấy. Phải đi cũng chưa không phát được sao phải cùng kê à. Sao ấy không có nhìn nằm này hả đây? Ừ. Con là Khang sập phát đẩy sau hở con nhớ quá. Sao con nhớ? Con nhớ một tí sau cái... Con nhìn theo là... Mình cái này cũng mà... Đang rất vui nhộn các bạn nhé. Không biết đội nào xem hình nhất đây. Ôi đây nhá, tin ơi. Từ từ đây cá đây anh. Được rồi đấy, vứt rồi. Được rồi đấy. Được rồi này này. Chạy rồi. Có cắm 5 con mít ra nó ải nó. 5 năm nó giảm phải mất hèn cái này sao chứ đẩy. Ờ đúng rồi. Nó có yển về pa chỗ kia đâu đây. Nó hè mất quang rồi thôi đâu ải nó. Ừ, hè quang thì chết mày chứ đẩy. Ừ. Bắt đèn tata bot, tập tata bot quan. Rất vui nhộn các bạn nhé. Đây các đội vẫn đang hào hứng để tiếp tục bắt cá các bạn nhé. Chào chú. Chú à, đội nào chú? À, đội thị trấn. Đội thị trấn à? Bắt được nhiều cá chưa chú ơi? Không. Vẫn chưa bắt. Nhỏ nhỏ. Được mấy con rồi, đội mình được mấy con rồi chú? Không biết được. À chưa biết được à? Đây, các đội vẫn đang tiếp tục nha các bạn nhé. Có cá chưa chú ơi? Đang tìm à? Cá chạy vào khe đá hết rồi chú ạ. Chú phải di chuyển sang bên này cơ. Bắt cá chì lấn chài rồi à? Giờ nó phải chạy vào khe đá này hết rồi chú nhở? Nó phải có người đi vào trong này đùa cơ. Đúng rồi. Cái này nó nhiều cục đá to quá. Đây ở phía bên này hai chị vẫn đang đấy nhá, tiếp tục rồi. Vâng. Dạ vâng ạ. Đấy các chị vẫn đang tiếp tục các bạn nhá. Em chào chị. Mình thuộc cái đội nào hả chị?
Đội thị trấn à? Đội mình bắt được nhiều cá chưa chị? Được ít lắm này. Được ít à? Nhiều nước quá này. Vâng, nhiều nước, nhưng mà nước đang cạn dần rồi chị nhỉ? Đấy, nhưng mà vừa nãy sâu quá không vào được ấy. Nghe bảo đội thị trấn của mình bắt được nhiều cá rồi chị ạ. Chắc là mình giành giải nhất rồi. Làm gì? Cái vâng. Mỗi chị đều có 1-2 con. Vâng. Đây, các chị sẽ dùng cái dụng cụ này để bắt cá nhá các bạn nhá. Cố lên hai chị nhá. Ok, mình mời các bạn di chuyển lên bên trên nhé các bạn nhé. Bữa này là ý đây. Bữa này là ó này tôn nung à. Để tôn nung bắt một lý nữa. Đây hình như là chị đang bắt được một con rồi sao các bạn ạ. Có bắt được không chị ơi? Hình như đang bắt được cá rồi các bạn nhé. Đó, anh ra này. Mạnh mẽ lên anh ơi. Đây cá chạy vào đây hết rồi này. Đây hiện trên bờ rất nhiều động cổ động viên các bạn nhé. Cổ động viên các đội ở trên bờ này các bạn ạ. Mấy chị em rất chi xinh đẹp các bạn. Nhảy ra kia chị ơi. Chắc bắt được rồi nhưng mà thả đi đúng không? Ai chê chị xấu em chịu tính ạ. Chị về đây để bọn em bắt cá hộ luôn. Đây là chị rất xinh gái các bạn nhé. Ô té nước là ngày mai mà sao té sớm thế? Hồi bắt cá mà. Té nước mà. Đây là. Chị bắt được nhiều không chị? Ôi rồi ôi. Cái này nhiều rồi. Cái này cá rô phi đúng không? Ôi sao con to thế mà cho vào trong được nhỉ? Được cầm một lạng không? Đàn bà con gái nào giỏi lắm. To hay bé nó cho vào. Như vậy là ban tổ chức đã thông báo hết giờ bắt cá các bạn nhé. Mình sẽ di chuyển sang bên kia xem đội nào bắt được nhiều hơn. Chị. Cô bắt được nhiều cá không cô? À, ba con bé bé. Mình bắt được ba con bé bé mà tất cả toàn thành viên trong mình bắt mỗi người một ba con thì chắc là mình cũng giành giải nhất rồi cô ạ. Ơi chào mừng cô. Chúng ta tập trung tại khu vực chính của sân khấu. Cá của hai đồng chí à? Cá to lắm anh ơi. Cái này là khả năng
Cá gì mà không cân nổi hả chị? Để em xem với ạ. Nó to quá, cá lồng xe nó phải to ở đầu nguồn mà. À. Ở đầu nguồn. To đây thật. Là cá nó phải to. Đây là cá của ấy. Phòng nào? To. Cá lồng xe mà. Chúc mừng các chị em. Mình là xá nạm xe à? Vâng. Bộ ấy nạm xe. Mình dự kiến là chắc là về nhất hay là về nhì rồi. Vâng, em cảm ơn chị. Bên này à, phóng viên đang phỏng vấn các vận động viên các bạn nhé. Nhìn mái không thấy cá. Cái tiểu ly nhỉ, chú nhỉ? Em ơi, dùng vào đây. Cái đợt này rất nhiều. Cả đá, cả đá. Người nào mà bắt được cá lớn to thì cân đây. Cân không nổi nhỉ? Đếm con thôi. Đây là các khối lượng mà số cá đã bắt được các bạn nhé. Ban giám khảo không gặp mặt thì cân cái này nữa. Đọc xe được mấy cân đây? Đây chị ơi. Xe nào chị xe nào chị. Chị số lượng nhưng mà con nhỏ hơn. Em được 5 con. Đâu? Nhiều đấy. Cái này không có cái cân nào để cân được cái này. Sự nỗ lực và cố gắng của mình. Vỏn vẹn 5 con. Chị cứ đổi này. Ăn cúc cun cái này tức nhiều. À, 1 con sau đá nữa là 5-6 con. Ta đón rồi. 1 con sau đá nữa là 5 con. Giải 1, giải 2, giải 3, giải 4, giải 5, giải 6, giải 7, giải 8. Như vậy là xá Mường So đã thuộc giải nhất các bạn nhá. Xá Mường So bắt được nhiều cá hơn các bạn ạ. Giải nhất của Mường So là gì? Con giải 3 bản năng. Xin mời ba đội. Bây giờ ban tổ chức sẽ trao giải nhất, nhì, ba cho các đội các bạn nhá. Để các đội giành giải thưởng cao nhất các bạn ạ. Đây đại diện giải nhất của xã Mường Sau nhé các bạn nhé. Em căn đủ. Mình rất là vui.
thảo đội của mình là bắt được rất là nhiều cá. Và qua cái thi bắt cá này, em mong muốn thì đội cái việc mình sẽ làm sao để lại không? Có, tôi hy vọng là sang năm và nhiều năm nữa thì vẫn có cái lễ hội và vẫn có các tổ chức nhiều chương trình nhiều hơn năm nay nữa. Anh Trang xin hỏi tên. Tên là Theo Văn Nghị. Theo Văn Nghị. Đội So. Đội So. Vâng, cảm ơn anh nhé. Ok, vừa rồi phần thi bắt cá của các đội tại lễ hội Thanking Park của huyện Phong Thổ đã được kết thúc các bạn nhé. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình. Các bạn nhớ đăng ký kênh theo dõi những video mới nhất của mình trên kênh Du lịch Vẻ Đẹp Tây Bắc các bạn nhé. Đến bây giờ mình xin được dừng video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở video lần sau các bạn nhé. Tạm biệt Pome Kino của Tây Hơn đây. Pome Pinon là với đăng ký nhớ đăng ký ủng hộ kênh là khỏe đó. Pome Pinon phụ tay không nữa.